Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ ba, 14 tháng 11 2017. Chúng tôi đang có mặt tại trường Murray Elementary thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California để gửi tới quý vị phóng sự buổi giới thiệu tài liệu song ngữ Anh Việt được giảng dạy tại học khu. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là luật sư Nguyễn Công Lân, chủ tịch học khu Garden Grove. Xin ông cho biết sơ qua về buổi giới thiệu chương trình tài liệu giảng dạy Anh ngữ Việt Anh thôi. Dạ vâng, hôm nay là cái buổi giới thiệu các tài liệu được dùng hay dự trù được dùng để dạy trong chương trình song ngữ tiếng Việt tại học khu Garden Grove. Đây là những cái tài liệu mà học khu đã thu thập được từ các nơi đã có cái chương trình này, hay là tài liệu bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt. Đã thu thập được nhiều nhà xuất bản khác nhau, nhiều nguồn gốc hay hội đoàn khác nhau, ví dụ như ban đại diện các trung tâm Việt ngữ của giáo sư Quyên Di, của nhiều các trường học khác, cũng như là những cái tài liệu mà các thầy cô ở trong học khu Garden Grove đã soạn thảo để chuẩn bị cho cái chương trình giảng dạy này. Thì cái buổi giới thiệu ngày hôm nay để cho tất cả các thành viên trong cộng đồng, các thầy cô giáo, những người quan tâm đến chương trình dạy Việt ngữ này có cái cơ hội nhìn qua, xem xét và góp ý kiến với học khu về những cái giá trị của những cái tài liệu này, cũng như là tiếp sức hay góp ý với học khu trong tương lai để có thể soạn thảo những cái tài liệu sao cho nó hoàn chỉnh hơn, nó đầy đủ hơn để hỗ trợ cho chương trình giảng dạy song ngữ tiếng Việt của học khu. Chương trình sau đó đã được bắt đầu với lời chào mừng của các thành viên trong học khu và phần trình bày về những tài liệu giảng dạy được đặt trên các bàn và cần sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người tham dự ngay tại nơi đây hay về sau này. Và trong phần thí dụ các lớp học điển hình, học khu đã chứa nhiều đoạn video về những lớp học song ngữ đang được giảng dạy. Và sau phần này, mọi người đã đi tới các bàn để xem các tài liệu được dùng để giảng dạy và có vài ý kiến sau đây. Nên cái này rất là hay, là mở đầu như vậy rất hay. Tuy nhiên là có những dịch là dịch thẳng từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt, thì có những lối dịch nó hơi ngô nghê theo tôi nghĩ. Cũng there's a good and there's better, đúng không? What's the best? I don't know, đúng không? Tốt hơn, tốt nhất. Nó cũng nghĩ là phụ huynh với lại trường học cũng làm rất là tốt, đúng không? Đó thì tôi thấy có sách của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California, từ cuốn mẫu giáo cho đến cấp 2, cấp 3, cấp 4 cho đến cấp 7 đó lên. Và chúng tôi cũng có 4 cuốn sử bằng tranh. Nguyên tác của 4 cuốn sử bằng tranh ở đây thì đây là 4 cuốn trong số 15 cuốn. Nghĩa là chúng tôi sẽ còn tiếp tục ra thêm 4 cuốn nữa trong vòng vài tháng tới. Có bộ sách của cá nhân chúng tôi là anh Nguyễn Lân Kim Oanh. Cái bộ này chúng tôi soạn theo cái lý thuyết của học khu, tức là dựa trên những cái điểm mà mỗi một trình độ, mỗi một cấp lớp học người lấy cái nhiều gì thì chúng tôi soạn theo cái đó. Thí dụ như là mẫu giáo, học về màu sắc, học về các bộ phận trong thân thể, học về dấu đường thì bộ này soạn theo như vậy. Nó thiếu những cái câu chuyện mà từ xưa mà ông bà cha mẹ mình quen và biết, mà cũng có những bài hát mà ông bà cha mẹ mình cũng biết, thì những cái đó là cái tốt. Và đây là hy vọng là chúng ta có thể phát triển thêm những tác giả người Việt trong chương trình này. Và kính thưa các khán giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị buổi giới thiệu những tài liệu dạy song ngữ tại học khu Garden Grove được tổ chức vào tối ngày thứ ba, 14 tháng 11 2017, và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự ở đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.